Vâng, gửi lời chào tới các bác. Hôm nay bên cơ sở em Thảo Săn Bẫy thì lại mới xong một cái lô cạm chuột rất chi là đẹp để phục vụ các bác đi đánh chuột đồng trong cái vụ tới này. Đây là một cái lô cạm đặt. Thì cũng rất mong các bác thông cảm là trong vòng độ 5 ngày hôm nay là bên em hết. Rất nhiều cái đơn đặt hàng thì em chưa gửi được. Hôm nay thì mới xong, rất chi là đẹp và dày, em chi tiết luôn. Để gửi tới các bác đi đánh chuột thì cũng rất mong là các bác chọn được một cái mẫu cạm chuột khỏe, đẹp và bền. Đấy thì đây là một cái mẫu cạm lý tưởng mà các bác đi đánh chuột sử dụng nhiều nhất. Dòng cạm kiềng 9cm kẹp chân. Bên cơ sở em thì là bên em Thảo Săn Bẫy giá rẻ. Em đang nhận gửi và ship trên toàn quốc. Để các bác mà đang có nhu cầu với cái dòng cạm 9cm này, liên hệ trực tiếp tới bên em qua đầu số điện thoại em để ngay cạnh video nhé. Và các bác lần đầu tiên xem được cái dòng cạm 9 này mà đang quan tâm, các bác đừng quên nhấn like, chuông và đăng ký kênh để đón xem được thật nhiều những cái dụng cụ đi rừng của bên cơ sở em. Cạm 9cm, cạm đẹp thì nó sẽ là một cái bản cạm rất chi là dày, giúp các bác đánh chuột này, đánh sóc, đánh cò bằng cái mẫu cạm 9cm này. Đấy, và các bác chắc chắn là đang xem thì cũng muốn biết là giá của nó là bao nhiêu. Sau đó em sẽ nói giá luôn. Đối với các bác mà mua từ 50 cái trở lên thì giá rất chi là ưu đãi. Đấy, đây là cái mẫu cạm gọi là cạm kiềng 9cm. Hôm nay thì số lượng rất chi là nhiều nhá. Cạm nhà em thì sẽ có cạm từ 9cm, 9cm này, 12 này, 14, 16, 18, 20, đủ tất cả các loại luôn. Đấy thì với dòng cạm 9 này đang trong thời điểm các bác quan tâm rất chi là nhiều, thì bên cơ sở em luôn luôn phục vụ và gửi đến tận nhà các bác nhé. Giá của cái dòng cạm 9 này rất chi là rẻ. Em đang gửi tới các bác giá sẽ là 80.000 đồng trên một chục và 400.000 trên 50 cái miễn phí ship trên toàn quốc. Rất nhiều bác mua cái số lượng nhiều hàng mấy trăm cái. Đấy, hãy liên hệ trực tiếp tới em qua số điện thoại em để ngay cạnh video. Đấy là số điện thoại chính nhé, số 0865692498 và số 0943609983. Đấy là hai số điện thoại chính để em tư vấn và gửi tới các bác những cái dụng cụ tốt nhất, chất lượng nhất. Với cái dòng cạm kiềng 9cm này thì bên cơ sở em còn có rất nhiều những cái đồ bẫy khác nhau. Đấy, các bác mà quan tâm thì cứ xem thật kỹ video, sau đó thì sẽ liên hệ trực tiếp nhé, em sẽ tư vấn và gửi tận nhà các bác. Cạm này sẽ cạm 9 này và các bác sẽ đo theo cái chiều của nó. Cạm 9cm thì các bác sẽ đo cái chiều ngang như này, nó là 9cm nhá, cái bề rộng này của nó này. Còn cái bề này chưa được 9cm đâu. Cái này thì để cho các bác kẹp chân chuột, chuột không bao giờ chết nhá, mà chỉ kẹp chân thôi, giữ chân. Đấy, cái cạm rất chi là dày. Anh có vấn đề cho em? Cái cạm này rất chi là dày nhá. Đấy, bác nào mà đang có nhu cầu cứ từ 10 cái, 20 cái hoặc là mua số lượng nhiều mà bác mà muốn mua bán nhá, cũng liên hệ tới bên em. Cái này thì sẽ gọi là cạm 9cm nhá. Các bác nhớ cái tên của nó như vậy để tránh nhầm với cạm bán nguyệt. Rất nhiều bác mua không nói rõ, đôi khi là em gửi nhầm cạm bán nguyệt. Sẽ gọi đó là cạm 9cm. Giá rất chi là rẻ, em đã nói rồi nhá. Thế thì cái video ngắn này em cũng vừa mới chi tiết tới các bác về dòng cạm kiềng bẫy chuột. Hãy liên hệ trực tiếp tới bên cơ sở em Thảo nhá, để em tư vấn các bác và gửi tận nhà các bác. Hàng rất chi là nhiều và toàn loại đẹp thôi.